Chào cả nhà, mẫu giấy dán bếp lại mới về nhiều lắm các bạn ạ. Cả mẫu tranh ảnh, mẫu vân đá, mẫu dán bếp bạc nữa ạ. Đây nhá, em sẽ quay mẫu dán bếp tranh ảnh trước. Nhiều chị rất thích cái mẫu cá heo này về rồi đấy ạ. Đấy. Đấy ạ. Đó, bên em là hàng loại 1 nhá các bác nhá. Kích thước 60x90cm. Loại dày dặn đẹp đấy ạ. Chứ không phải như những loại mỏng ở bên ngoài đâu. Tiếp theo là mẫu cá này. Đó. Tiếp theo là mẫu. Đây là mẫu sao biển. Sao biển cầu vồng. Đó. Nó in rất là rõ nét và đẹp các bác nhá. Mẫu hoa quả lần này về cũng nhiều lắm ạ. Mẫu rau củ quả ấy. Đây là mẫu chai rượu này, rau củ quả này. Chai rượu súp lơ. Tiếp theo là mẫu chùm nho. Đó. Tiếp theo là mẫu dưa hấu, chùm nho quả dứa nhé các bác nhá. Đó. Quả quả ấy. Tiếp theo là mẫu quả khế này, chùm nho này, mẫu nhiều hoa củ quả này. Tiếp. Mẫu rau củ quả xà lách này. Đó. Tiếp là mẫu cà rốt này. Em chỉ nói những cái cùng đây. Tiếp theo là mẫu chai rượu với lại cải bắp. Tiếp là mẫu quả dâu tây. Đó. Tiếp theo là mẫu quả lựu. Đó, nhìn rất đẹp và ngon luôn các bác. Tiếp theo là mẫu giỏ rau củ quả. Tiếp theo là mẫu đây, cây quả xanh ạ. Tiếp là đến mẫu dâu tây rau củ quả đấy ạ. Tiếp là mẫu đây. Đó, một mẫu ở góc này thôi các bác nhá. Đây một mẫu này ạ, mẫu mèo với cây đàn. Mẫu hoa hồng. Mẫu bó hoa hồng đấy ạ. Tiếp là mẫu hoa bồ công anh, nhạc này, phong cảnh này. Tiếp là mẫu, đây là cũng bồ công anh, nhưng mà chỉ bông hoa với lại cỏ thôi ạ. Đây ạ. Tiếp là mẫu hoa tulip ạ. Tiếp là một mẫu hoa tulip nữa, hoa tulip bướm, hoa tulip nhiều màu. Đúng. Tiếp là mẫu đàn với lại hoa sen ạ. Đó. Tiếp theo là mẫu hoa hồng. Đây là hoa hồng một bông đấy ạ. Tiếp là mẫu hoa mặt trời này với bướm này. Đó. Rồi, còn cái dạng cuộn nhé các bạn nhá. Có dạng cuộn bạc mà. Kích thước là 3m x60cm ạ. Tiếp theo là cuộn hoa. Cuộn dạng cuộn hoa đấy ạ. Đó. Tiếp là dạng cuộn màu đây kiểu nâu đất, nâu tím, nâu hồng ấy. Trắng. Đó. Tiếp theo là cuộn vàng trắng. Đó. Bạn nào có nhu cầu xỉ nẻ inbox cho em theo số điện thoại và Zalo trên màn hình 0973103832 nhé. Các bác có thể xem thông tin chi tiết tại website siêuthimuarẻ.com hoặc fanpage siêu thị mua rẻ. Hoặc fanpage siêu thị mua rẻ bán buôn bán lẻ đồ gia dụng tại Hà Nội ạ. Chào tạm biệt các bác.